ơn cả nhà nha. Vườn Mai Chiếc Chè Bông xin chào cả nhà. Và hôm nay thì em xin được giới thiệu với cả nhà, em vừa về được một cái lô giả siêu nụ nha cả nhà. Hiện tại bên vườn mai nhà em thì có rất là nhiều cái giống mai để chơi Tết nha. Và xin mọi người hãy liên hệ em qua số điện thoại là 0397142252 nha cả nhà. Và số đó cũng là số Zalo của em nha. Tuy nhiên thì cái Zalo của em do nhiều bạn quá nên nó bị đầy rồi, cho nên mọi người cứ nhắn tin cho em sẽ trả lời được hết nha. Rồi, và không để mọi người phải chờ lâu thì em bắt đầu giới thiệu cái hàng giả siêu nụ bên vườn mai nhà em đây. Đây là cây giả siêu nụ nha. Siêu nụ là siêu bông nha cả nhà. Siêu bông, bông của nó đặc biệt là 8 đến 12 cánh. Và đặc biệt của nó so với các loại mai khác, nó là siêu nụ nha. Siêu nụ là siêu bông, là rất là nhiều nụ và cũng rất là nhiều bông nha cả nhà. Và đây em sẽ giới thiệu với cả nhà. Nó được ghép trong một cái cây đều được xử lý đế hết nha. Xử lý đế hết nha cả nhà. Cây nào cũng được uống rễ. Và đặc biệt nụ của nó thì rất là nhiều nha. Nụ của nó thì chi chít rất là nhiều nụ luôn. Bởi vì mọi người nhìn cái mắt lá của nó rất là thích, cho nên là cái nụ của nó cũng sẽ rất là nhiều. Và cái này chơi Tết thì cũng rất là ok luôn nha. Cái chiều cao của cây ấy thì em đo đây, một gang tay, hai gang tay của em thì tầm khoảng 3 tấc rưỡi đi lên nha cả nhà. 3 tấc rưỡi đi lên. Và cái lô này thì em còn tầm khoảng 500 cây thôi. Giá cũng để rất là hữu nghị đối với khách, đó chính là 290.000 một cặp. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Chỉ 290.000 một cặp thôi nha cả nhà. Và đây em sẽ lên một số cây cho nhà cả nhà cùng xem nha. Thì cái lô này em lựa rất là đều nha. Thì cây như thế này nó cây tán nhiều và chiều cao của nó thì tầm khoảng 3 tấc đi lên hết, 3 tấc rưỡi đi lên hết nha cả nhà. Đây là hàng siêu nụ siêu bông nha. Em sẽ giới thiệu cho cả nhà xem đây. Đó, nụ chi chít rất là nhiều nha cả nhà. Rất là nhiều nụ và cái nhánh của nó, mọi người nhìn cái độ phát triển của cây rất là tốt luôn nha. Rồi, thì cái lô này em bán giá chỉ có 290.000 một cặp, bao phí vận chuyển cho khách luôn nha. Rồi, xin mời cả nhà hãy vào xem và ủng hộ cho vườn mai của Chiếc Chè Bông nha. Và một cái giống mai thứ hai nữa tiếp tục bên vườn mai của Chiếc Chè Bông, đó là Đại Lộc nha, giống mai Đại Lộc. Đây cả nhà, đây là Đại Lộc nha. Đại Lộc đã liền cốt 100%. Đây em sẽ đưa cho cả nhà xem nha. Liền cốt 100% hết rồi nha. Cây này thì mọi người nhìn cái mắt lá của em nuôi rất là nhạt mắt, cho nên là mọi người nhìn mỗi một mắt lá là một cái nụ nha. Mỗi một mắt lá là một cái nụ hết rồi. Cây nào cũng có nụ chi chít rất là nhiều nha cả nhà. Cho nên là cái loại này á, chơi Tết, Tết năm nay chơi thì rất là ok luôn nha. Tết năm nay chơi thì rất là ok. Đây em sẽ quay cho cả nhà xem ha. Và cái chiều cao nha cả nhà, chiều cao của nó là một gang, hai gang tay của em, hai gang tay của em thì tầm khoảng 3 tấc rưỡi đi lên nha. Thì cái loại này là 301 một cặp, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Chỉ 301 một cặp thôi, bao phí ship luôn nha cả nhà. Thì cái hàng nó như thế này nha, hàng nó như thế này đó, nó đều hết nha cả nhà, nó đều trang hết luôn, cho nên là cả nhà cứ yên tâm. Thí dụ như khách mua thì hãy tin tưởng em, bên em sẽ lựa những cái hàng đẹp với hàng chất lượng và chơi Tết được, em sẽ gửi cho quý khách nha. Rồi, bởi vì cái lô này của em lựa rất là đều luôn, cho nên mọi người cứ yên tâm ha, cây nào cũng như cây đó hết rồi. Rồi, cái lô này thì chỉ là 301 một cặp, bao phí vận chuyển cho khách luôn. Xin mời khách hãy vào xem ủng hộ cho vườn mai của Chiếc Chè Bông nha. Rồi, một cái giống mai tiếp theo nữa. Đây là một cái giống mai, đó là Cúc Tân Châu nha cả nhà. Cúc Tân Châu này thì giống chỉ có 70.000 một cây thôi. Cây cao tầm khoảng 4 tấc rồi, 4 tấc đi lên hết, nó cây nó dài như thế này nha. Rồi, chỉ có 70.000 một cây. Và loại này nếu mà ai lấy 3 cây em sẽ bao phí vận chuyển cho khách luôn. Rồi, đây là Cúc Tân Châu nha. Cúc Tân Châu nha cả nhà. Rồi, và tiếp theo một cái giống mai nữa bên vườn mai nhà em, đó chính là Cúc 150 cánh nha cả nhà. Cúc 150 cánh nha. Cái loại này thì cây cao tầm khoảng 3 tấc đi lên nha. Nói chung là một số cây thì đều được xử lý đế hết nha. Đây em sẽ quay cho cả nhà xem, được xử lý đế hết. Cây nào cũng xử lý đế hết. Giá rất là xinh vi luôn, chỉ có 70.000 một cây thôi nha cả nhà. Em bao phí vận chuyển cho khách luôn, cho nên là mọi người hãy yên tâm ủng hộ cho vườn mai của Chiếc Chè Bông nha. Rồi, một giống mai tiếp theo nữa, đó là cái giống mai Đa Phúc nha. Đa Phúc này, Đa Phúc thì mọi người đã biết Đa Phúc là Đại Phúc nha. Đa Phúc là Đại Phúc. Thì cái cây này cao tầm khoảng 3 tấc của em. Này là tạo nụ hết rồi nha. Tạo nụ hết rồi nha cả nhà. Em sẽ quay cho cả nhà xem. Đó, cây rất là đẹp luôn nha. Đó, cây nụ rất là nhiều rồi. Thì cái lô này em bán với giá là 300.000 một cặp, bao phí vận chuyển cho khách luôn nha. Cái này em không có nhiều,